Chào anh em đến với Công Nông vùng cao, Công Nông hay cờ vùng cao nhé. Con Công Nông màu vàng này, đó đã bốc được chúc đời, bây giờ đang ra. Xin làm vỡ cái gương, đưa xuống đây, bên dưới một tí nhá. Đó, bác tài cho. Quá là nguy hiểm. Ra đến bên kia chờ em với nhá. Chờ ba xe đi cùng nhau nhá. Ui rồi nghiêng ơi. Kê lên đá đi. Đây anh em ạ. Đó. Đây đường phiên Tây Bắc nhá anh em nhá. Đúng rồi. Ô. Rồi ơi. Đúng vậy à. Mấy chỗ này là cứ coi như là dễ nhất rồi anh em ạ. Anh em mình đang ở một nơi đi vào trong này không có sóng luôn. Và cũng không có nhà dân luôn nhé anh em. Không có nhà dân sinh sống ở trong này. Trong này đi vào trong lúng hẳn luôn anh em ạ. Một nơi toàn là đồi núi à. Núi cao mấy nghìn mét. Đấy bây giờ đây chỉ có theo dưới chân núi đi thôi. Đi, lọn, vẫn lọn. Lọn rất là in nhá. Chở được tầm 2 khối này thôi anh em nhá. Không chở được nhiều rồi. Ai, hey, xin chào tất cả mọi người nhé. Lốp non à? Mới. Số mới đấy. Không lên được số 2 á. Không lên được số 2 á. Mày thì sao rồi? Coi đi! Kẹt đi! Vâng, chào bác tài nhá! Rồi! Được đấy, ấy. Có mấy cục đá vào kia nó đỡ nhiều nhiều này. Đúng rồi. Đỡ được hàng bao nhiêu này. Phải lên số 1 thôi mọi người ạ. Đấy, đường miền Bắc đây anh em ạ, Tây Bắc đây. Miền Bắc này. Hôm nay có cung đường thật là đẹp anh em ạ. Đi trên đường giải toàn đá vôi nhé anh em.
nhá. Hôm nay không lâu thì đi lên đá vôi được một cung đường thật là tuyệt vời luôn mọi người. Đi xuống bên dưới đi. Anh em nhìn dốc thôi chưa? Kìa. Đó, dốc thẳng đứng luôn nhá. Anh em gì đây à? Xong, chúc tụt quá nhiều rồi anh em ạ. Mấy răng đông hơi yếu một chút nha mọi người. Mấy răng đông thì được cái không thổi doang mặn mấy thôi, còn lại thì rất là yếu nha mọi người. Ôi, xin là lợn đầu. Toa pháo ạ. Hả? Không lên được anh em ạ. Là dốc luôn mọi người nhá. Thôi. Ổn rồi. À, nó dấm phanh đi, nó mới khói nhá. Nhìn cái đèn hữu nó đỏ đỏ kìa. Ờ. Nhả phanh ra đi chứ, gì thế, sao nó khói kìa. Đang, nó có chân vừa giữ ga vừa giữ phanh đó mà. Ôi, khói gì tùm lum thế, khói ngút trời rồi.
Đấy anh em nhá. Này, anh em nào xem tới video này hãy cho một đăng ký kênh và một like nha, và một subscribe nha anh em nhá. Úi dồi ôi.